Đầu tiên chúng mình sẽ review cái nồi rẻ nhất trong ba cái nồi. Đây là Joy Cookie và đây là cái nồi mà mình mua gần đây nhất. Tại sao? Tại vì cái điểm mạnh của cái nồi này á là cái sự gấp gọn, cái sự di chuyển, cái sự tiện lợi khi mà chúng mình cần phải đi nhiều nhà, ví dụ như là đi du lịch này, đi sang nhà ông bà này, rồi đi các nơi thì là mình có thể mang theo cái nồi này, thậm chí là có thể là ngày hôm nay mình muốn cho con kiểu nằm chơi một lúc ở cạnh bếp, khi mà không phải là cạnh bếp, ý là ở khu bếp để mình mải làm một cái gì đó thì là mình có thể đặt con ở trong này cũng được. Mình có thể xách đi xách lại cái nồi này khá là tiện lợi. Về cấu trúc đấy thì một tí nữa mình sẽ gỡ cái nồi này ra gấp gọn lại để cho các bạn hiểu hơn về cái cấu trúc của nồi này. Thế nhưng mà khi mà mình nhìn vào cái nồi khi mà nó đã mở ra rồi đó thì nó có một cái phần nệm như thế này, một cái miếng nệm mình nhấc lên. Sau khi mà mình nhấc cái miếng nệm này ra, ý là sau khi mà mình đặt cái miếng nệm này vô thì con nó sẽ có thể nằm ở trong cái nệm này như một cái nồi thông thường. Tuy nhiên là các bạn hãy lưu ý là em bé tối đa là 15 cân sẽ nằm ở cái mức này. Sau khi mà em bé nặng hơn 15 cân rồi hoặc là em bé đủ cứng cáp để có thể ngồi dậy và vịn đứng lên rồi đấy thì cái thành cao cỡ này sẽ không còn đủ an toàn nữa. Và cái nệm nó sẽ không nên ở cái mức này, mà cái lúc đó thì là mình sẽ mở cái phần lưới này ra, bỏ đi và đặt cái nệm xuống dưới cái mức này. Tí nữa thì là chúng mình sẽ làm thử nha. Sau khi mà mình hạ cái nệm từ cái mức giữa xuống cái mức dưới cùng thì là em bé nặng hơn, có thể ngủ một cách an toàn ở trong đó và em bé cũng có thể ngồi chơi trong khi mẹ đang làm một cái gì đó. Cái điều này ấy, nó sẽ rất là phù hợp khi mà các bạn ở một cái môi trường kiểu giống như là khu du lịch, ở phòng khách sạn này kia. Nhiều khi người ta có những cái đồ mà có thể là con nó nghịch thì gây nguy hiểm ấy. Thế cho nên là mình sẽ muốn là mình đặt con vào đâu đó để mình chạy ra chỗ nào đấy, mình làm một cái gì đấy ở trong phòng và mình không có phải canh con quá là chặt chẽ, thì là mình sẽ có thể đặt con vào đấy một tí. Đấy, về tính năng của nó ấy, thì là các bạn sẽ có thể ghép giường. Và khi mà các bạn ghép giường thì các bạn sẽ có thể hạ cái phần này xuống để chăm con khi mà mình cần thiết. Nó sẽ hạ xuống như thế này. Đó, hạ như thế này. Và các bạn vừa mới nghe thấy cái tiếng vừa rồi đúng không? Đó cũng là một trong những cái điểm yếu lớn nhất của cái nồi này. Có thể là khi mà các bạn chưa sinh con hay là đi mua mà xem ở cửa hàng đó thì là sẽ không để ý đến những cái tiểu tiết nhỏ nhỏ như thế này, nhưng mà thực sự là những cái tiểu tiết này ấy, nó rất là quan trọng trong quá trình khi mà chúng mình đã sử dụng và chăm con một thời gian rồi chúng mình mới thấy. Ví dụ nha, các bạn hình dung à ơi con ngủ đi rồi, ngủ rồi, đang ngủ rồi nhá, dỗ khản ở cổ, không phải dỗ đau cả lưng rồi con nó mới ngủ nha. Rồi con nó ngủ ở trong này rồi, đặt được vào đây rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi ra khỏi phòng và chúng mình sẽ kéo cái này lên. Trước khi mà ra khỏi phòng nha, bây giờ mình sẽ kéo lên nha. Giả sử con đang ngủ nha, mình rón rén kéo cái này lên. Kéo cái này lên, cài cái này vô. Rồi, con nó dậy luôn. Đó, cái tiếng nó rất là lớn và nó... nó thức con nó dậy ấy. Thế cho nên là cái điểm đó là cái điểm mà một trong những cái điểm mà mình không ưng nhất của cái nồi này. Thế nhưng mà thường thì là mình sẽ, nói chung là mình sẽ kéo lên luôn, chứ mình tránh kéo lên kéo xuống khi mà con nó đã ngủ rồi. Đó. Mẹ bế chứ gì, muốn bế chứ gì. Mẹ sẽ cho con sang nằm chơi ở bên này nhá. Đây mẹ cho con đồ chơi này. Đấy, tạm nằm chơi ở đây nhá, để mẹ biểu diễn cho cô chú cái cách mà chúng mình sẽ gấp gọn lại cái nồi này nhá. Chúng mình sẽ nhấc cái này ra. Đây là cái phần nệm của nó. Và mình muốn nói kỹ hơn một chút về cái phần nệm của nó. Cái chất lượng nệm nó không phải là quá tuyệt vời đâu. Nó là nệm gấp gọn mà. Thế cho nên là chúng mình phải chấp nhận là cái chất lượng nệm nó không quá là tuyệt vời. Thực ra nếu mà các bạn xem đồ trẻ con nhiều thì các bạn sẽ để ý là Joy là một cái hãng mà nói chung là có khá nhiều những cái thiết kế mà nó hơi giống giống với những cái thiết kế của các hãng mắc hơn, nhưng mà Joy thì bán cái giá rẻ hơn. Kiểu dáng thì hơi tương đương một chút. Thế thì cái nồi này nó là 3 triệu. Mình đã đi đến trung tâm thương mại và mình sờ thử cái nệm của một cái hãng khác cũng nổi tiếng hơn, to hơn, mắc hơn, cũng cái nồi với cái kiểu dáng như thế này. Thế nhưng mà cái giá nó là hơn 10 triệu lận. Thì là mình sờ thử cái nệm xem là cái nệm nó có xịn hơn không. Thì thực sự là cái nệm này mà chấm được 5 điểm nha, thì cái nệm kia nó cũng chỉ được
6 điểm, 7 điểm thôi. Nó không tuyệt vời đến thế. Thế cho nên là lạ lùng một cái là với cái mức giá chênh lệch nhiều như vậy thì mình lại không có được một cái nệm mà nó thực sự mà nó xịn hơn nhiều đến thế. Thế cho nên là mình thấy một khi mà đã sử dụng cái nôi gấp gọn á, mà các bạn lại so sánh với những cái nôi mà các bạn đã sử dụng ổn định hàng ngày ở nhà rồi á, thì là các bạn sẽ phải chấp nhận là cái nôi gấp gọn nó sẽ không bằng đâu. Tuy nhiên nó không phải là vấn đề quá lớn, tại vì khi mà các bạn trải nệm này xuống rồi thì là các bạn có thể dùng những cái miếng lót chống thấm, cái loại mà nó dày dày ấy, cái loại này này, đây là cái loại mà nó dày dày, thì các bạn sẽ có thể dùng những cái miếng này. Bình thường thì đằng nào các bạn cũng sẽ phải dùng miếng lót chống thấm để cho con nó nằm rồi, đúng không? Thế nhưng mà đối với một cái nệm mà nó hơi bình thường một chút như thế này thì mình sẽ dùng hai miếng cho nó dày lên, thì đến lúc đó thì cái miếng nệm nó lại ok, không đến mức là ôi nệm dở quá không có mua, không đến mức là như vậy nha. Trước khi gập cái này vào thì là mình sẽ mô phỏng cho các bạn, ví dụ cho các bạn khi mà con mình nó to hơn rồi nhá, quá 15 kg rồi nhá, thì là bây giờ mình sẽ gỡ cái phần này ra. Phần lưới này mình gỡ ra, mình bỏ ra. Đây là cái túi bọc ngoài của nó. Mình sẽ đặt cái nệm vào đây. Thì rõ ràng là khi mà có những cái thanh kia thì là nó sẽ chắc hơn nhá. Để vào đây như thế này. Nếu mà mình cần làm một cái gì đó, mình cần tương tác với con đó, thì là mình sẽ không nhất thiết là mình phải thò người vào cúi người như thế này, mà mình sẽ có thể mở một cái zip ra ở cái bên này, cái miếng lưới ở bên này á, nó có thể mở ra như thế này, mình tương tác với con ở trong này, hoặc là con có thể chui ra bằng đường này mà mình không cần phải cúi, mình bế xốc con lên theo đường này. Đó, cái độ vững chắc của cái nệm này ấy, thực ra nó cũng là một trong những cái điều mà mình được nhắn tin khi mà mình định mua cái nôi này, mình chia sẻ ở trên mạng xã hội, các bạn nhắn tin cho mình rất là nhiều, các bạn bảo là cái nệm này ấy, nó bị lõm ở giữa và nó không có chắc. Thế thì rõ ràng là một cái miếng nệm của một cái nôi gấp gọn thì nó sẽ không thể nào mà nó bằng một cái miếng nệm mà so sánh với cái nôi mà chúng mình nằm ở nhà, đúng không? Thế nhưng mà nó có lõm ở giữa hay không thì câu trả lời của mình là không, tại vì mình có những cái cây này giữ rồi mà. Nhưng nó có một cái độ nghiêng nhất. Giả sử con nó nằm ở giữa như thế này, cân thì không sao, nhưng nếu mà con nó nằm lăn sang bên này chẳng hạn thì nó sẽ sụt xuống bên này, ví dụ nó sẽ như thế này này. Đấy, nó sẽ có cái độ nặng sang bên này. Thì cái điều này là một cái điều mà chúng mình nên lưu ý. Thế nhưng mà nó không phải là một cái điều gì mà nó dẫn đến mất an toàn, hay là nó cảm thấy là nó quá là bất ổn. Nó cũng ok, nhưng mà một cái điều khá là đáng chú ý khi mà chúng mình cân nhắc mua một cái nôi như thế này. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục gập vào để cho các bạn xem là gấp gọn lại nó sẽ như thế nào nha. Để gập cái khung này lại, đầu tiên mình kéo cái đỏ đỏ này lên, kéo lên như vậy. Đây, ở trong cái hướng dẫn mà người ta có ở trên mạng đấy thì người ta thao tác gọn gàng hơn chút, nhưng mà khi mà mình thao tác nó sẽ hơi cồng kềnh hơn chút nha các bạn. Không thể làm được như người ta được. Gập cái này lại, gập cái này lại. Túm nó lại thành ra như thế này. Sau đấy, cái phần nệm này sẽ chính là cái để bọc cái khung này vào. Xoay ra đây, mình cài hai cái này lại. Sau đó mình bọc cái này vô. Đừng quên bốn cái thanh này. Đi du lịch mà quên bốn cái thanh này ở nhà là hỏng đấy. Không được đâu. Để ý cái phần quai ở phía trong. Rồi mình sẽ chừa cái lỗ này sẽ nằm ở cái quai này để mình xách đi. Và đây là cái nôi của chúng mình. Chúng mình sẽ xách đi như thế này. Rõ ràng là nếu mà để ở đằng sau cốp xe hơi khi mà kiểu như là sang nội sang ngoại thì không có vấn đề gì cả, không có chuyện gì để nói. Thế nhưng nếu mà các bạn đi máy bay thì hãy để ý một chút là cái kiện này mình sẽ phải ký gửi, và cân nặng của nó sẽ là 9 ký mấy đó, gần 10 ký. Thì nói chung là nó sẽ tương đối nặng. Nếu mà các bạn bay những cái hãng bay mà người ta tương đối chặt chẽ ở cái điều khoản cân nặng của hành lý ký gửi, thế cho nên là cái điều này là các bạn cũng sẽ phải để ý một chút. Tuy nhiên là đấy, chúng mình sẽ xách như thế này để mang đi. Rất là ok nha các bạn. Có một cái nôi riêng như thế này ấy, nó hợp lý hơn so với việc là ngủ ở trên cái giường khách sạn rất là nhiều. Tại vì cái giường khách sạn thì con mình mà nó bắt đầu lật lẫy hay là bò rồi đấy thì khá là rủi ro. Nó sẽ lăn xuống giường đấy nha. Có một cái cũi như thế này, nôi như thế này thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều khi mà đi du lịch. Và đó cũng là cái điểm mạnh nhất của cái nôi này.